tạm kết lại với những thông tin từ Cine tuần qua. Cái bây giờ sẽ là chuyên mục phim trong tuần này. Cùng đón xem có gì thú vị nha. Đã 4 năm trôi qua sau khi tập cuối cùng của series Harry Potter kết thúc và cậu bé phù thủy không còn xuất hiện trên màn ảnh nữa. Tuy nhiên, khán giả đã được quay lại với thế giới của những pháp sư, những phù thủy độc ác và những sinh vật huyền bí trong dự án mới mang tên Fantastic Beasts and Where to Find Them. Tác giả người Anh J.K. Rowling còn hứa với người xem rằng đây sẽ là một bộ ba phim mới được đặt trong thế giới của những con bằng mã Hippogriff, những con mèo lai Knizzle và những con rồng đuôi gai Hungary. I don't think I'm dreaming. I'll give it away. I ain't got the brains to make this up. Bối cảnh diễn ra 70 năm trước cuộc phiêu lưu của Harry Potter ở trường Hogwarts. Chính vì vậy, bộ phim mới tập trung vào vị giáo sư huyền bí nổi tiếng Newt Scamander. Bức chân dung của vị giáo sư này từng được nhìn thấy treo trong phòng của cụ Dumbledore trong series phim Harry Potter nổi tiếng. Newt Scamander đã được tác giả J.K. Rowling giới thiệu vào năm 2001 trong bản tóm tắt về các sinh vật huyền bí Fantastic Beasts được bà phát hành nhằm để quyên tiền cho tổ chức từ thiện Comic Relief. Eyes, shining white eyes, and it dove down underground. There's strange things going on all over the city. The people behind this are not like you and me. There's a hidden society. It goes back centuries. Bộ phim kể về một nhân vật Newt Scamander, Eddie Redmayne thủ vai và những con quái vật huyền thoại được giữ trong chiếc vali của anh vào năm 1926 tại New York, nghĩa là xảy ra trước sự kiện Harry Potter chạm trán kẻ mà ai cũng biết là ai gần một thế kỷ. Newt Scamander được cho là sinh ra vào năm 1897 sau khi học xong tại trường Hogwarts. Ông làm việc một thời gian tại Sở Kiểm soát và Điều hòa Sinh vật tại Bộ Pháp thuật Anh. Vào năm 1918, Newt Scamander được mời viết một cuốn tóm tắt trích yếu về tất cả các sinh vật huyền bí. Sau 9 năm chu du khắp thế giới để tìm kiếm những quái vật huyền bí, vào năm 1927, ông đã viết cuốn sách giáo khoa mang tên Fantastic Beasts and Where to Find Them. Harry Potter và các bạn của anh đã dùng cuốn này để học trong năm đầu tiên ở Hogwarts. Trước đây, Warner Bros. Từng công bố rằng Fantastic Beasts and Where to Find Them sẽ có 3 phần, nhưng gần đây họ đã quyết định mở rộng loạt phim phù thủy này lên đến 5 phần. Việc này cho thấy hãng phim rất tự tin vào đứa con của mình. Kịch bản của phần tiếp theo vẫn chưa được viết, nhưng hãng đã xác nhận rằng mọi thứ sẽ nghiêm trọng hơn, vì đây chính là thời kỳ đen tối của thế giới phù thủy. There's absolutely nothing to worry about. I want to be a wizard. Đây, nhà sản xuất nổi tiếng Steven Spielberg từng muốn dựng một trong số những cuốn sách Harry Potter thành một bộ phim, nhưng tiếc rằng chưa có dịp. Có lẽ vì ông và tác giả J.K. Rowling chưa có duyên để làm việc với nhau, và thời điểm bộ truyện Harry Potter đang làm mưa làm gió trên thị trường. Hiện Warner Bros. Rất muốn lặp lại thành công của series Harry Potter, series nhượng quyền có doanh thu cao thứ hai mọi thời đại với 7,7 tỷ đô la Mỹ.
Lần này, họ đã mời được chính tác giả tự tay viết kịch bản cho Fantastic Beasts and Where to Find Them. Trở thành người chuyển thể chính câu chuyện của mình lên màn hình lớn có lẽ là một nhiệm vụ dễ dàng hơn với tác giả so với những người biên kịch tiền nhiệm của Harry Potter. Còn việc bộ phim có thu về doanh thu khủng giống như người tiền nhiệm Harry Potter hay không thì chúng ta cần phải chờ xem đã nhé.